thì mỗi chuyến xe, mỗi một vấn đề xảy ra sẽ có một cái gì đó mình tự tin và cái gì đó mình không phải là phạm vi của mình. Đụng tới đâu là nó hư tới đó. Tại vì muốn đổi từng cái cũ sang một cái mới. Review theo ý mình chứ không phải theo ý khách nữa.